À, vui không con? Tháng rưỡi con. Bữa hôm trước em thấy Tiger thôi đầy tháng. Hoành tráng quá trời luôn. Tháng rưỡi mà. Ngày mới tháng rưỡi à. Chơi vậy đó. Đầy tháng giờ đi. Tháng rưỡi đi review đi review khách sạn nha. Đi check in khách sạn Sentara nha. Em mời anh chị ngồi anh chị. Ok. Rồi nào. Em dọn đi em, dạ, em để xuống sợ nó lộn. Em để cái này ở giữa trước rồi em dọn. Rồi ok. Ok cô. À, ngồi đây đi mẹ. Em ngồi đây đi. Nè giờ con review đi, kính chào quý khán giả. Chán bà quay chỗ khác luôn nè. Kính chào quý khán giả, thôi qua đây ngồi ba nè, ngồi ba này quay review nè. Lát mình đi vô review phòng nè. Đó. Đúng không? Cũng có biển luôn. Đây. Quá trời đồ chơi vậy. Đó, hai cho con mình nha. Ok. Dạ. Vui không? Có. Rồi, bây giờ có ba thuyết minh cho con nha. Coi như là Tiger nói nha. Kính chào quý khán giả. Quý ông bà cô chú bác. Quý ông bà cô chú bác. Anh chị em. Hôm nay Tiger đi về Phan Thiết và Tiger đang check in ở tại khách sạn Sentara Mirage Resort Mũi Né. Khách sạn này nằm trên một cái ngọn đồi rất là đẹp. Lần đầu tiên là Tiger được đến đây, nghe nói chị hai với chị ba đến đây rồi. Giờ sắp khác rồi, mặt ra Tiger, biểu cảm không? Rồi, dạ bên phải đó, đây là cái sảnh này, sảnh phía sau nha. Còn hôm trước cái là cái sảnh kia, sảnh phía trước. Sảnh này sảnh phía trước. Không biết rồi ba. Em mới tập trung cho nó thôi, đừng đi đâu. Mấy cô chú chìa khóa nhìn, chỉ thích nhìn Tiger thôi. Rồi. Bây giờ thì là cô Miri bắt đầu đi kêu xuất trình chứng minh nhân dân. Rồi con không có chứng minh nhân dân, con xuất trình khai sinh. Con chưa có khai sinh luôn. Đang làm mấy bữa nữa con mới có khai sinh. Bữa nay con đi lụi luôn. À, cười hả, cười hả? À. Dạ. Con rất là vui, chắc là cũng ít có có bạn nào mà tuổi trẻ như con, mới có 15. Mới có 1 tháng rưỡi mà được đi chơi như con ha. Tại mẹ con về, mẹ con ham vui quá, mẹ con bắt con đi luôn. Đúng không con? Chém em. Anh khoái. Đó. Chị hai, chị ba kìa. Chị hai, chị ba. Dạ đây, đây là chị hai và chị ba của con. Mà có cái xe đẩy á, đẩy về khách sạn cũng vui á. Phải không? Đó. Rồi chút xíu con sẽ mời ông bà cô chú đi qua kiếm đi vô check in coi thử cái phòng của tụi con, gia đình con như thế nào nha. Có đủ ở không nha? Rồi rồi thôi đứng lên đi. Nhà con không thích ngồi chỗ. Rồi đi. Ôi thấy cái tiếng bẹp 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 không biết mà đang phẹt. À, rồi đi. Bà dở đi chơi, bà dắt đi chơi. Đó. Đẹp không? Con thấy khách sạn này đẹp không? Đó. Thì mình đi ra ngoài mình đứng mình nhìn nè, đó, cây cối rồi quá trời luôn nè. Đó, đẹp chưa? Đẹp nè.
À, không sao, không sao, vui, 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 đó. Mấy chú đang làm cây cỏ rồi, đang làm cây kìa. Đó, đẹp không? Gió lồng lộng luôn, thích không? Đúng không? Vui không? Ừ, đó. Đó, mấy chú mặc áo tím đẹp không? Đó. Yeah, đây, giơ tay lên chào mấy chú đi, giơ tay chào. Wow, wow. Trời ơi, mới nói mà biết giơ tay hết hồn luôn á. Dạ, hôm nay thì thời tiết mừng quá là thời tiết không, mấy bữa nay mưa liên tục ha mấy chú. Nên bữa nay hơi mát mà hôm nay là không có mưa, đỡ ghê. Từ 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 lát mình đi xem. Ok. Rồi. Rồi lát lên xe điện đi đã lắm, lát lên xe điện đi đã lắm nha. Ok nha, đi xe điện đi đã lắm nha, vui lắm nha. Rồi các cô chú đang ngồi bấm điện thoại khí thế luôn. À, đang làm việc khí thế. Rồi ở đây là cái quầy welcome drink đó, các cô đang làm nước nè, đó, có rất nhiều loại nước uống nè, còn thích loại nước nào nè. Trời ơi anh nhìn. Chéo treo à, dạ con mới có 4 mấy ngày à. Mới có 45 ngày à. Ừ, dạ. Dạ chứ, dạ. Gồng. Rồi rồi ok. Dạ đi bộ đang đi bộ. Yeah. Chưa review mà. Rồi. Gạt mặt luôn đúng rồi. Nè, nghe được cô chú đi, được cô chú thử cái đó. Gì? Chào. Dạ. Qua cô chú ẩm nha. Qua cô chú ẩm thử rồi đó. Wow, phải ẩm vậy nó mới thích. Ẩm phải ẩm dựa lên da thì mới khoái. Đó. Rồi. Cô chú. Hay. Hay quá, cô chú cũng giống như ba luôn. Hay quá. Đói hả? Giờ cho bú nữa hả? Rồi, bú tiếp. Trời quá. Trời quá, cho bú tiếp. Đây, mình sửa con nè. Rồi, xin lỗi. Cho bú trễ quá mà. Bây giờ tao bú rồi. Ừ. Rồi. Nha. Ừ. Rồi, ok. Rồi. Dạ con phải con phải có nạp năng lượng con mới review được. Quá trời đất. Trời ơi, có chép kìa. Quên giờ của người ta ăn luôn. Mọi người ăn hết rồi, giờ em ăn mà. Ông bà cô chú bác nghe con nút không? À, hóa ra là đói. Chà, hôm nay đi ăn chơi luôn, đi chơi luôn, trời ơi. Đi chơi mà không cho ăn gì hết. Cả nhà mới ăn trưa mà không cho con ăn gì hết trơn. Bắt con review nữa. Bắt con check in nữa. Giờ mới cho ăn mà. Rồi, thôi hiểu em bực bội. Rồi. Rồi, Tiger, cho Tiger lên trước nè. Rồi, em đi ra. Để em. Rồi, ok. Con ngồi đây đi.
để cho chú Kiệt quay quay chút xíu. Vâng, anh thì anh đi xuống dưới đó đi. Rồi. Đó. Rồi con xuống đây ngồi với ba đi. Rồi, ok. Rồi, chú Kiệt ngồi đây đi. Rồi, ok. À, tiếp tục. Rồi bây giờ thì tiếp tục sự nghiệp nhỏ. Cả nhà con đi về bây giờ. Đi về phòng. Ồ. Oh. Chứng tỏ là đói đó, nãy làm sùm đó. Ừ. Đi ta lén không biết. Mạnh vui à, anh không á. Ủa, Khánh Trúc ở phòng luôn hả? Rồi, chút xíu anh xuống dưới cà phê với mấy anh em chút. Rồi, okay. Ngày mai chị Vân muốn ăn sáng ở đâu? Ở Familia Lao hay là ở Mundo nè? Em chuẩn bị chung là sao cũng được đó. Ở Mundo cho nó nhiều món ha. Ừ, ừ. Mundo đi em. Okay. Anh chung với lock... anh ta cho vui. Đúng rồi, em sẽ lock sẵn chỗ cho gia đình mình. Giờ mai em lock giờ, mấy giờ mình ăn đi em lock phòng. Anh biết mình đi. Thì chắc 8-9 giờ đi cho thoải mái. Rồi, có gì thì em sẽ contact bên Thế nha. Rồi, 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 có gì anh contact với anh Thế mình. Đi đâu vậy? Đi về Sài Gòn quá. Tiến về Sài Gòn. 20 năm 105 100. 20.000 nè. Được cái vòng mình nó 205.000, 205.100 đồng. Bye bye. Bye mấy bạn. Ôi cẩn thận. Chưa xong, chưa xong. Vẫn tiếp tục. Em đang nhậu. Con vẫn say xưa. Tái cử rồi mẹ. Con rồi, ngồi rồi, bye bye cả nhà. Rồi, ok. Tập làm quen với nắng và gió. Nghe mùi biển rồi đó. View đẹp quá hả? Đây mình ở cái villa có villa 2 phòng ngủ. Bữa trước mình ở villa 3 phòng, hôm nay mình ở villa 2 phòng ngủ. Ừ, ở đây ngày giờ ngày nào cũng full hết trơn á, đây ngày nào cũng full đông quá. Chỗ đây chiếu phim nè, buổi tối chiếu phim nè. Ngon. Cẩn thận. Em chờ chậm chậm anh để. Ôi, cái chỗ này cho chơi cho em. Dạ chưa, cái này chưa hoạt động hết. À vậy hả? Ok. Chưa cho chơi. Chưa cho. Uống mà cho nhạc lát quá vậy. Tôi giữ để trả. Nhạc giật quá. Có tương cha ơi. Này uống kiểu mới. Uống bằng chế độ lắc sữa. Sữa lắc, sữa lắc. Sữa lắc, sữa lắc. Cho con uống sữa lắc nữa mà. Lắc yêu, lắc yếu. Con nhìn chào chào. Có chuyện gì đang xảy ra. Em ru à. Chuyện gì đang xảy ra. Rồi im ru bà rù. Ghê thật. Ghê thật. Review 45 ngày đi review. Rồi gọi là gì? Resort reviewer nhỏ nhất thế giới. Nói cái 45 ngày đi review. Hôm nay nhờ trời, mấy bữa nay trời mưa nên trời mát á. Chứ bình thường là nắng, nắng lắm á, chịu không nổi đâu. Nắng hát luôn. Trời, buồn ngủ rồi đó, thoải mái. Ngủ không? Chưa. Chưa ngủ hả? Ta đem đi chơi mà sao ngủ được. Biết gì chơi. Mẹ hết rồi mẹ ơi. Chuyện mới vậy. Rồi, xe lẹ nguy hiểm quá. Rồi, đây, xuống nào. Rồi, mình tới nhà rồi kìa. Ê, chà chà. Ơi. Rồi chị hai chị ba xuống vô mở cửa nào. Cái này là lần đầu tiên trong cuộc đời đi bỏ đi một mình đi. Rồi đây. Ê,
Rồi bye bye. Chú Điền. Dạ. Cô hâm mộ chú nhiều lắm rồi á. Chào con. Cảm ơn con. Đó, có hồ bơi luôn. Lát thả Tiger xuống luôn. Đó, cho Tiger xuống bơi luôn. Đó. Đó. Welcome Tiger to Santara Mirage Resort Mune. Chào mừng anh Mr. Tiger đến với khách sạn Santara Mirage Resort Mũi Né. Con chào khán giả ơi. Rồi cái mặt anh kìa, ảnh giống như anh đang khám phá thế giới kìa. Trời ơi, hôm nay đã quá. Rồi giờ cho con muốn phòng, con chọn phòng nào nè. Rồi cho con đi vô con chọn nè. Rồi đây cho con đi chọn phòng nào đây. Đó, ở nè. Đây có hai phòng. Rồi đây. Nè con cho con vô lựa phòng đây nè. Ở đây đây phòng này là à phòng này là trời ơi phòng này dễ thương quá nè, cho dân anh thì anh nè. Đó, phòng hai giường luôn. Có con leo đang nha. Ừ, con leo đó leo lên đó con chơi luôn, đã chưa? Đó. Quá đẹp luôn. Thôi con nằm đi trời. Để bà kéo cái cửa ra cho con xem. Trời ơi, view hồ bơi luôn, trời ơi. Mở hàng đuôi nè. Mở đầu. Cười. Đã quá con. Quá đã. Chơi đã quá đi. Yên tĩnh quá, đi resort á. Mới bé lớn mà đã đi resort rồi ha. Đúng con. Mới bé lớn mà con đi resort hả? Cười kìa, nó cười kìa. Chú kìa cười nè nữa, con cười kìa, con vui kìa. Yeah, trời cười kìa. Cái mặt kìa thấy ghét chưa, phái phái kìa. Phái phái vui quá không? Đó. Không có chơi phun nước miếng. Nay có cái trò mới rồi nha. Nha. Yeah. Vui không? Đi đông vui ha. Vậy là cũng mốt này cũng ham vui lắm nè. Thấy không? Đúng không? Mốt cũng ham vui lắm đúng không? Mốt ba đi đâu rồi con phải đòi theo cho mẹ nha. Ừ. Giờ có cái chiêu mà chiều tối tối bấm điện thoại nữa gọi điện cho ba nữa nha. FaceTime cho ba nha. Bỏ cái chiêu đó nha con. Sao bỏ được quả mà. Cứ xài hoài. Rồi phòng đây. Đây hai phòng ngủ chỗ này. Phòng này hai giường đây cho chị Hai ha. Chị Hai chị Ba ở đây ha. Còn con lên ngủ với ba mẹ trên lầu ha. Dạ. Hai đi lên lầu với ba mẹ đi ha. Đi. Cho lên lầu đi. Nhường cho chị Hai lên phòng của mình đi. Nhường cho chị đi em. Nhường cho chị đi em. Không không nhường cho chị là chị không á. Hả à, thì anh. Không nhường cho chị là chị không có dắt đi siêu thị đúng không? Rồi cứ lên con cho con đó luyện luyện từ bé luôn. Trời anh anh im ru vậy. Ừ, vậy mà. Trời ơi im ru luôn bà con ơi. Trời ơi toilet đẹp quá nè trời ơi. Cái này mà cái bồn tắm này cho Tiger tắm ở đây là hơi đã nha. Đúng rồi, cái bồn là em ôi. Để cho em bơi bồn đi. Cho em bơi bồn đi nha. Hai em à. Ừ. Bồn nhìn cái bồn nè. Dòm luôn. Dòm cái bồn luôn kìa. Wow, dữ dằn luôn. Chịu. Rồi, ok con. Chịu. Chắc kiểu này mai mốt chắc mấy khách sạn chắc mời hai cha con mình đi. Đi liên tục quá. Dạ. Đó, trên đây đã hơn nữa không? Ừ, kéo cái đó. Rồi, đó nhìn ra cái này lãng mạn không? Ok,
như phải bấm rơi là mót đó hả? À, nhìn ra cái mái nhà bên dưới kia đẹp không? Ở ngoài đây có cái chỗ ngồi này lên cho mẹ. Nè, đó, trời ơi, ngon, đã chưa? Nè, có cái ban công ra đây ngắm gió này con, tả nè. Đó, trời ra đây nhìn nè. Trời ơi, sáng ra đây phơi nắng hết sảy luôn. Ồ, ồ, đã chưa? Ha, 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 gió lồng lộng luôn. Đã chưa, đã chưa, vui không con? Vui. Gió không? Ở mặt ông kìa, à, mặt ông kìa. À, 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 đó. Biển đẹp không con? Kìa biển đẹp nè. Đó, nè. Ừ, đẹp quá ta. Rồi, ok, đẹp quá bà ơi. Rồi, duyệt nha. Rồi, vô, vô đây nằm cho đã. Vô quá. Cho con vô, con nằm cho đã nè. Rồi, cho em mở hàng tí nè. Rồi. Mở hàng hai cái giường rồi đó. Dạ rồi, con xin gửi lời cảm ơn đến khách sạn, và khách sạn mà cảm ơn đến ban quản lý của... Santara Mirage Resort Mũi Né đó, đã tài trợ chứ, đã tài trợ cho gia đình con có một chuyến đi nghỉ thật là một chuyến đi nghỉ hè thật là ấm áp và rất là tiện nghi, sảng khoái. Trước khi chị hai con chuẩn bị, chị hai với chị ba con chuẩn bị đi học trở lại. Đúng rồi, tháng này là đi học rồi. Dạ. Yeah. Trời ơi, cười kìa, cười kìa. Sao vậy, sao vậy, sao vậy? Đang đi chơi, bắt ta nằm là vậy đó. Ừ. Ào ào. Rồi, thôi, bye bye nè con, bye bye. Bye bye, bye bye, bà cô chú bác nha, bye bye. Kì 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 kì. Kì 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 kì. Bùa. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Chưa. Anh cười. Trời ơi, anh đang hưởng thụ với con. Đã quá à. Yeah!